Cụ thể, theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, giấy phép lái xe chỉ được cấp cho người tham dự kỳ thi sát hạch lái xe có kết quả đạt yêu cầu. Việc thực hiện cấp mới hay cấp đổi với giấy phép lái xe được thực hiện khi người sở hữu giấy phép bị mất, giấy phép lái xe hư hỏng, phải sửa đổi thông tin hoặc giấy phép hết hạn. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2012. Đáng chú ý, cơ quan thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe sẽ tạm dừng thủ tục đối với người vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ.